trân trọng kính chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình tư vấn trực tuyến về sức khỏe do trung tâm VMC Việt Nam tổ chức thực hiện. Bây giờ đưa hai cái tay ra này nhá. Thứ hai là cái vùng vai của chúng ta nó phải thả lỏng ra. Thả lỏng bởi vì sao thả lỏng? Thực sự rất thoải mái và em ngồi từ nãy đến giờ em không thấy mỏi nữa. Đây là một cái mà em có thể cảm nhận được ngay lập tức là cái này đây là chính là những cái mà em đã đi tìm ấy. Rất là may là em được học cái buổi học ngày hôm nay và có lẽ là công việc của em sau này nó sẽ ổn hơn khi mà đến thời điểm hiện tại là em cảm thấy mọi thứ nó thay đổi trong cơ thể mình ngay lập tức khi mà bấm đúng có hai cái huyệt này thôi.